Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của bóng đá 24h.vn. Hãy cùng Haji cập nhật kết quả những trận cầu diễn ra suốt đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay. Trước khi đến với tin tức chi tiết, đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video hay và hấp dẫn từ bóng đá 24h các bạn nhé. Premier League cấm cầu thủ bắt tay vì Covid-19. Vòng 29 Premier League sẽ khởi tranh với trận đấu đầu tiên giữa Liverpool và Bournemouth. Trước vòng đấu này, tất cả câu lạc bộ ngoại hạng Anh đã nhận được thông báo từ ban tổ chức giải. Theo đó thì Premier League yêu cầu cầu thủ không được thực hiện màn bắt tay trước trận như truyền thống. Ngoài cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện đội bóng cùng đội ngũ trọng tài cũng không được phép bắt tay xa rào trước trận. Quy định này cũng được áp dụng sau khi trận đấu kết thúc. Ban tổ chức Premier League tạm thời ban lệnh cấm nói trên vì tình hình dịch Covid-19 ở Anh đang diễn biến phức tạp. Theo giờ sân, nhằm tránh nguy cơ dịch Covid-19 có thể lây lan, ban tổ chức Premier League và Liên đoàn bóng đá Anh đang tính đến phương án để các trận đấu ở giải ngoại hạng thi đấu trong tình trạng sân vận động không có khán giả. Lampard nhận tin vui giữa tầm bão Chelsea. Christian Pulisic đã phải xa sân cỏ từ đầu năm do chấn thương háng nghiêm trọng. Giai đoạn đầu mùa, Pulisic đã có những màn trình diễn ấn tượng với 6 pha lập công cùng 6 đường kiến tạo sau 23 lần ra sân, bao gồm cú hat-trick vào lưới Burnley. Thời gian cầu thủ người Mỹ vắng mặt cùng với thời điểm Hudson Odoi cũng chấn thương, Chelsea thiếu hẳn những mũi xuyên phá lợi hại ở hai biên, ảnh hưởng lớn tới phong độ của đội bóng. Nhưng vào ngày hôm qua, cựu cầu thủ Dortmund đã xác nhận trên trang Instagram cá nhân về việc sắp hoàn toàn bình phục chấn thương. Theo đó thì huấn luyện viên Frank Lampard có thể sử dụng Pulisic từ cuối tháng 3. Tỏa sáng trong tháng 2, Messi được vinh danh ở La Liga. Trong tháng 2, Barca toàn thắng trước Levante, Real Betis, Getafe và Eibar. Với cá nhân Messi, anh ghi được 4 bàn thắng và thực hiện 6 đường kiến tạo ở 4 trận đấu này. Đáng chú ý là 4 bàn thắng của Messi đều đến ở trận Barca đánh bại Eibar với tỷ số 5-0 vào hôm 22 tháng 2. Tính ra, Messi in dấu giày 10 trong số 12 pha lập công của Barcelona. Nhờ màn trình diễn tuyệt vời đó, siêu sao người Argentina đã được ban tổ chức La Liga trao giải cầu thủ hay nhất tháng 2. Trái ngược với La Liga, Messi lại chìm nghỉm ở cúp nhà vua và Champions League trong tháng 2 vừa qua, khi anh không ghi được bàn nào hay có bất kỳ pha kiến tạo nào. Chính vì vậy mà Barcelona đã thất bại trước Athletic Bilbao với tỷ số 0-1 và bị Napoli cầm chân với tỷ số 1-0. Vẫn liên quan tới Barcelona, tờ Mundo Deportivo đưa tin đội chủ sân Nou Camp thực sự thất vọng với màn trình diễn của bom tấn Antoine Griezmann từ đầu mùa giải. Cầu thủ người Pháp vốn không được các công thần Barca chào đón, hiệu suất kém càng khiến anh bị tẩy chay trong phòng thay đồ sân Nou Camp. Theo đồn ba lôn, Barca đang nhắm đến mục tiêu Mohamed Salah, cầu thủ tấn công đa năng có khả năng bùng nổ hơn để thay thế cho Griezmann. Việc Barca nhắm đến ngôi sao người Ai Cập tạo nên cuộc chiến thú vị trên thị trường chuyển nhượng khi mà Real Madrid cũng muốn có chân sút này. Đồn ba lôn trích nguồn tin thân Nou Camp cho biết, dù tương lai đang là dấu hỏi, chủ tịch Bartomeu vẫn muốn mua Salah và gã khổng lồ xứ Catalan đang có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành cầu thủ của Liverpool. Juventus tính chi 100 triệu euro mang người thừa của Inter về đá cặp cùng Ronaldo. Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo đang là chân sút số 1 trên hàng công của Juventus. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1985 năm nay đã 35 tuổi, trong khi đó Gonzalo Higuain không cho thấy sự hiệu quả khi được sử dụng. Huấn luyện viên Maurizio Sarri đang muốn mua thêm một trung phong đẳng cấp vào tháng 6 năm nay. Và theo Calcio Mercato, Mauro Icardi đã lọt vào tầm ngắm. Tiền đạo người Argentina từng nổi loạn đòi tăng lương ở Inter Milan mùa giải trước và đã bị tân huấn luyện viên Antonio Conte đẩy sang Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn một năm. Trong màu áo đội bóng nước Pháp, Icardi thi đấu khá ấn tượng với 12 bàn và 2 kiến tạo sau 14 lần đá chính ở giải vô địch quốc gia Pháp. Paris Saint-Germain được phép kích hoạt điều khoản mua được tiền đạo sinh năm 1993 này với giá 70 triệu euro. Vì thế để vượt qua đội bóng nước Pháp, Juventus chấp nhận chi tới 100 triệu euro. Rio Ferdinand thúc giục MU xử lý nhanh tương lai của Pogba. Man United đang sở hữu một ngôi sao lớn trong đội hình đó là Paul Pogba, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế, Quỷ Đỏ đang sống khá ổn mà không cần tới sự hiện diện của cầu thủ người Pháp. Vì lý do đó mà huyền thoại Rio Ferdinand muốn đội bóng cũ giải quyết triệt để vấn đề này. Mùa giải năm nay, Pogba mới thi đấu được có 8 trận cho MU, kết quả cũng không mấy ấn tượng khi Quỷ Đỏ chỉ thắng 2, thua 2 và hòa đến 4 trận. Tuy nhiên khi tiền vệ người Pháp vắng mặt vì chấn thương mắt cá từ ngày Boxing Day thì MU lại thi đấu rất ổn. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã bất bại trong 9 trận vừa qua, mới nhất là chiến thắng 3-0 trước Derby County ở vòng 5 FA Cup. Và với sự xuất hiện của tân binh Bruno Fernandes thì nhiều chuyên gia cho rằng MU giờ đã đủ điều kiện để có thể bán Pogba, trong đó có cả Rio Ferdinand. Chung quan điểm với Rio, một cựu danh thủ khác của Quỷ Đỏ đó là Paul Parker cũng khuyên đội bóng cũ nên bán ngay Pogba để cắt lỗ. Nhờ điều này,
Văn Hậu có thể ở lại Hà Lan. Báo giới Hà Lan loan tin, trong trận gặp Ajax vào rạng sáng 8 tháng 3 tới đây, Heerenveen sẽ ra mắt nhà tài trợ chính. Hiện danh tính đơn vị tài trợ cho Heerenveen chưa được tiết lộ, song tờ Omroep Friesland dự đoán có thể là một doanh nghiệp đến từ Việt Nam và hợp đồng tài trợ có trị giá khoảng 2 triệu euro một mùa. Trong bối cảnh tài chính không mấy sáng sủa, việc có nhà tài trợ là tín hiệu lạc quan với Heerenveen. Đội bóng áo sọc xanh trắng sẽ có thêm kinh phí để cho chân các trụ cột sắp đáo hạn hợp đồng và không loại trừ khả năng Đoàn Văn Hậu cũng sẽ được giữ lại. Ai cũng hiểu, nếu doanh nghiệp Việt Nam tài trợ cho Heerenveen, Văn Hậu đương nhiên là chân xúc tác. Bởi vậy, gia hạn hợp đồng với Văn Hậu đồng nghĩa với việc đội bóng Hà Lan sẽ có thêm cơ hội thu hút nhà tài trợ đến từ Việt Nam. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội thi đấu cho Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn một mùa, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro. Bản tin bóng đá của Bóng Đá 24 giờ xin được phép khép lại tại đây. Các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi vào các sáng hàng ngày trên kênh YouTube Bóng Đá 24 giờ.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.